Đảm bây tôi tuột ban ở video thamay thamay, xôm chơi tờ lơ biệt subscribe, rút chơi tờ lơ sở nhà còn đắng chia cả sẵn. Xôm o cùn. Xôm chún, rương tình nhị tiên khám ái, rương. Khám áo ích mặt đài, a lay cồn. Miền đầm nà mùi thá, nơi khăn ông phù mùi, miền nẹ phù mùi rùa nữ mình sâu chia trả ơn bọn ma nụ tì. Hơi nơi chẳng ai bị phù mùi bọn tách, có miền cửa rùa xà mùi, miền khía bì nẹ bắt đầy bọ bồn. Đài là mình bàn riệp cá, bàn bình lĩnh, đôi bắt đầy bọ bồn kẹp xê nụ tì. Hơi bộ kế bàn rùa nữ chì mùi khía, ở rùa dạ bè lì bì chân nam mộc hơi. Bắt đầy miền chì mùi thà sơ văn à xá, trong này ai bảo bốn chứ mua tha ràng xây chả rìa. Ở rồi dạ bê chìa chả ràng khái, ràng xây chả rìa có miên à râm tha khluôn đô chìa lan kì lô. Hơi khliên ni khliên nút mân chè chọc, bàn tọa mốt, có xâm ra chật tư mân tì bét, đàm bây bị nứt sau cập hiếp rồi bỏ niềng. Nếu bê đã bị nứt sau cập hiếp, cựu bét bàn bạp thà, bộ kê miên côn hời. Bê nút, bộ kê sạp bài chết khlăng nà. Chia bị xế, cứ sơ văn là xa đai chia sva mầy. Mùi à tịch cà rõi mốc, đây có ba nị dê từ căn prapôn thà. Ôn dương cà rõn ná, dương khoác khát lời cạ túc xâm ra côn dương nà ôn. Nhưng bóng cực thà, bóng chóng tê rô ca nghề thứ đam bấy xâm xâm lời túc, bê xâm ra côn rõ bọc bộ dương. Ôn dô dân mạch đai ọ. Prapôn ban chá lai tọp thà. Cha mên hỏi bóng, dương khoác khát lời cạ ná. Khlách kè rành đọc ngay xâm ra côn rồi bỏ dưỡng, dưỡng khuyên lời cá xâm rắp tinh xong phía rẽ túc ai côn rồi bỏ dưỡng nạ bông. Nhưng, bông tê rô ca nghe thử cho, nơi bếp đa nị dê bị phía xa khne ruột hỡi, nơi thường ngày bần tốp, sô văn à xa đa chi xa mấy, bàn lia bà bôn tê thử cá nơi ti cà rồng. Đàm bây rột lưới, xoắn xóm túc, nơi bếp bà bôn cực khai chlong tôn lề, tại ở vầy đa là rùm bần túc. Cứ vì mình bàn đôi bầm non nụ lời. Bước thà sơ văn là xá, bàn tờ thơ ca bàn bần màn à tích, có chạp đàm bay công nợ thầm mầy. Hơi có bàn tệ tốn, chìa mũi nâng nề rì mà nét. Rồ hốt, đòi phlịch phát tế xâm bánh, phlịch bảo bốn đá công bông tà miên phát tây bùa. Hơi công bông tà rung chạm khluôn trò lọp mốc phát tế vinh. Nị dây bì ràng xây chả rì giá, đã chia bảo bồn vĩnh không rung bưng xong khẩm từ lớp đấy chia ti sở lạnh. Ở rồi dạ bê chia tràn khai, rồi hốt đọt ngay đã liên cực khai xâm ra. Bạch đâm nâng bị bắt đầy chứng, hai cô khuyên nạ chất khang nà mà nét, bạn đang bị đâm nâng bắt đầy rồi bỏ niên nụ lời. Nếu bê giúp, niên có miên à ca rạ chữ búa, bố tha cực khai đã trở xâm ra côn hời. Nhiến bàn sạch hào nẹ chật kháng ai mộc chùi. Có bọn tái, bùng miên nẹ chật kháng nà mà nẹ. Bàn lưu xâm lê nhiến sạch hào ai chùi nhiến nụ lời. Bùa tha bà tia rộ bò nhiến, nơi chân ngay bì bà tia rộ bò nẹ phùm. Nhiến miên à ca rã chư chạp khlăng ná. Hai có bàn thật lẹ chìm chia chán chênh mộc. Nơi bèl nụ, cô nụ rộ bò nhiến có bàn ca chênh mộc đau sơ vát tập hiểm. Có bọn tái chị ạ có xóa. Đời xa ta chư chấp, nâng thật lẹ chìm tràn bếch. Có bận đà lời niềng sạp bắt bong chi vứt, chào cốn tớp nâng cát nô tử. Nâu bê đà niềng sạp, niềng bật phânê bông chết nô tỷ. Bố thà niềng nâu à lọ à lại đo cốn tốt, đà tớp nâng cát. Hồi mà giáng, có mình đăng chìa bật đấy nâu tì na phong nụ. Hết đôi chân này hỏi, vị nhiên rồi bỏ niến, có bán khai tư vị nhiên khám áo tài hóng, nơi chăm mơ côn rồi bỏ khuôn nô tử. Nơi khăn nông dục đà niến xa lạp nốt, mê khám áo đệ đá ngô ngực xa lúc, bố bố krak krak,
Rì ai xâm lên chạy vĩnh lưu bình phùm. Đại chỉ hẹt bần đà lào nẹ phùm, đếch bông bàn lúa nụ lời. Khmọc răng xây chạy rời giá, có bàn đà cụ thuyê nẹ phùm cực cực tẻ. Đàm bây xôm ao nẹ phùm chui mơ côn rộp bọc luôn phòng. Tại dục hỏi, khmi nẹ nạ bạc thuyê nụ tỉ. Xâm lên mòn rồi nghiêu, xô rời giá riêng rẽ bánh chênh bồn lử. Côn đại cá ớt nơi miên đông hàm nơi lời sẽ dùng. Đại chỉ hẹt thuyê ao nẹ phùm. Tam xâm lên khmên dùm nụ rô hốt đọp tiền niềng. Hai cọ bàn bạc thuyền mớ, có khơi xạ sắp rô bỏ niềng để xa lạp nơi khăn nông thật lọc chìm. Hai đầy tiền xóng bay trò con côn rô bỏ khuôn. Nẹ phùm khơi hai xa rô nọ niềng chia bôn bệnh. Rụt nẹ phùm cọ bàn môn mà tệ khní, thuở bôn ao niềng tam pra bây nì. Nếu bếp đài nẹ phùm thơ bốn chọp hai sọp cực, có bóng bài khní tập tế riêng riêng khuôn. Châm này khmọc răng xây chạy đầy giá vĩnh, niên mân toàn bàn ọ à lấy nâng côn niên tỷ. Đòl bếp giúp chạy lưu chia khlẳng, lưu rô ngốm bênh khăn ông phùm. Nẹ phùm có miến ca phây khla chia khlẳng, đòi xa xâm lên chạy lưu nụ. Hai cọ bàn lưu xâm lên khmọc niên chạy rời giá dùm sài rô côn lờ vời. Khmọc niên dùm sài thà. Nẹ nà dô côn khnhôm tơ là ôi con mộc nhóm vinh mô nhóm nực kề na xong con ôi mộc nhóm vinh mô nẹ na vô con nhóm tơ la ôi con mộc nhóm vinh mô nhóm nực kề na xong con ai mộc nhóm vinh mô. Vị nhìn rộ bỏ niếng ban dùm sạch bạp ní ơ rô dạ bê mùi a tịch. Thơ ai nẹ phô mô rô nợ mân ban sốc nô tì. Đào miên ca phây khlát nâng xâm lên chạy lù phong. Prôm tiang xâm lên khmọc dùm sạch rô côn phong. Bọn tọp mốc nẹ phùm có ban chụp chùm khní rôk đâm nọ sạch cầm chặt khmọc rộ bỏ niếng ràng xây chạy ra nô chảnh. Nếu bếp bàn kết rùm khní rùi rò là hỏi, nếu bếp dục mộc đoàl, nẹ phùm có bàn tơ nị môn bà chạc ạ thị ca vót, đàm bây sốt môn đánh khmọc cho rô bò niêng chảnh. Chạc ạ thị ca vót, bàn hai khmọc niêng mộc xua nòm. Hai khmọc cho rô bò niêng có bàn riêp rò bạp, tơ chạc ạ thị ca vót sắp cực bạp giang. Nếu bếp đã chạc ạ thị ca vót, bàn đăng rương rào hỏi, bệ ông có ba nị dì tư cán khmọc răng xây chạy rời gia thả. Cùng nữ à lọ à lấy tò tự tiết ấy nhôm. Chăm à thma bức tư cụ xo lọ nhôm bán tư chập chiệt thmầy na. Háu chụp ba rằm tiệt tư. Cô nữ rộ bỏ nhôm à thma nâng dục tư chùa trình chậm bây bách thai rẻ xa ỏi bàn lọ nà nhôm. Nữ bế khmọc răng xây chạy rời gia bàn lưu chạy á thị ca vọt miên sáng đi ca bạp nị hỡi. Nhiên có bàn thoại bằng cùng chắc ạ thị ca vọt. Hai có bàn rô lệ bạc tớ chia riêng rô hồn. Chạp tăng bì bê nụ mốc. Nẹ phùm rô nơ bàn sọc sán. Hai bòm đai khơi vị nhiên khmáu chạy rời giá mốc dìa dì tiết lời. Thành bì bật đầy rô bò niềm vĩnh. Có bạc đầm nâng tăng bì bê nụ mốc. Mình đăng thả tớ chia răng na nụ tỷ. Cùng nất ọp rùm nơi khăn ông sạch rừng ní cử. Cùng nơi à lọ à lây nâng ở vấy đai mần mến chia rộ bọc luồn.
លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមជ្ឈទីមេត្រីរឿងដែលលោកអ្នកបានតាមដាននៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅក្នុងសេរីមួយនេះប្រសិនបើមានកន្លែងលឺលឺឬខ្វះខាតត្រង់ជូនអ្នកប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងសេរីមួយនេះក៏ដូចជាតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ